Xin chào thân ái và quyết thắng. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là các bạn trong series Run City và xin chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi trong phần trước của video cũng là phần 1 tập vừa rồi thì chúng ta đã chuẩn bị rất là nhiều con rồi, và trong tập này chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đi săn phần 2 nha các bạn. Và trong tập này thì mình và các bạn sẽ cùng nhau thì chúng ta xử lý hết đống movie này. Và bây giờ chính là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ cùng hóa thân vào trò chơi để có thể là hoàn thành bộ sưu tập xếp hình này các bạn. Hòn đảo xếp hình chúng ta. Và các bạn hãy cùng mình là chúng ta sẽ hóa thân vào nhân vật người chơi, chính là giống như mình đây, để chúng ta có thể là chọn những nước đi đúng đắn. Và với số con của mình, phải nói là số lượt đi chứ, số movie mà mình đang có là 412. Như trong tập trước mình đã có thể là cùng các bạn là tích được một lượng con rất là lớn. Để trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng là lấy free một bé VIP Mythic từ trong trấn nha các bạn. Một điều mà chúng ta rất là bất ngờ chính là trong quả trấn sẽ nở ra có cơ hội là một bé VIP Mythic nào đó chúng ta sẽ không thể nào biết trước được. Nhưng mà không biết sẽ là bé nào có duyên với mình đây. Vậy chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha các bạn. Rồi, mình đang gọi là có những bước đi đầu tiên. Và ở đây chúng ta sẽ kéo cục lửa xuống nè. Rồi mình sẽ tạm thời gọi là nước, lửa, sấm sét, trái nho và vỏ sò. Và nhiệm vụ chúng ta bây giờ đang là ưu tiên sẽ là thu hoạch nước và chiếc lá. Thì ở đây chúng ta đang có một chiếc lá. Rồi, hay quá. Tiếp theo thì mình nghĩ là chúng ta sẽ đi những nước 4. Khi mà chúng ta chưa thấy được vật phẩm ưu tiên thì chúng ta sẽ đi những nước 4 để có thể là tạo, nói chung là đi nước nào mà tạo được nhiều đột biến. Ở trên đây chúng ta đang có nước, chúng ta sẽ giống hang này xuống. Và rồi chúng ta đi vỏ sò, thế là một công đôi việc. Đây rồi, đi nước này chúng ta có thể là lấy luôn cả những chiếc lá. Rồi chúng ta đang thấy là dường như chỉ còn lại sấm sét, vỏ sò và lửa. Nước và lá đang rất là khan hiếm. Chúng ta sẽ tạo đột biến thôi các bạn. Đây rồi, hai chiếc lá ở dưới đây mình sẽ ghép lại thành một. Và chúng ta có một đường chéo, một đường thẳng, gọi là hai đường thẳng song song. Tiếp tục chúng ta sẽ nhìn thật là kỹ. Ở đây chúng ta đi nước này để có thể là ăn hai nước, và luôn tiện lấy luôn được một chiếc lá và có thêm được một giọt nước. Thực sự thì chúng ta không thể biết được những bước đi của mình có thể là tạo được nhiều đột biến tới bao nhiêu. Nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ gọi là cố gắng có những bước đi như vậy. Đang có lá này các bạn. Thì nếu bình thường, rồi, chúng ta đã lên được level 9. Và chỉ còn lại là, và chúng ta mới đi được một chút xíu thôi. Vẫn còn là 400 lượt đi. Xem nào, chúng ta sẽ tìm cho mình là những nước 4 trước. Rồi, sau đó chúng ta sẽ ưu tiên vật phẩm là nước và những chiếc lá. Thì ở đây, đấy, đúng như mình nghĩ, chúng ta đi như thế này sẽ có cơ hội là được một vòng 4 hoặc là một vòng 6. Sao cũng được. Bên đây chúng ta sẽ cho hạt nước này xuống nè. Hay quá. Rồi, ở dưới đây chúng ta sẽ chọn là hàng ngang hay là hàng dọc đây. Theo mình nhìn thấy thì ở hàng ngang chúng ta thấy chỉ có hai chiếc lá thôi. Ở hàng dọc chúng ta có gọi là nhiều hơn, ba giọt nước và một chiếc lá. Mình sẽ chọn là hàng dọc nha các bạn. Rồi, nói chung là tập trung vào nước và lá thôi. Bây giờ chúng ta đang thấy là đi nước 4 này. Tiếp tục là sẽ có hai đường thẳng song song. Và rồi thì mặc dù là mình đang chú tâm, chúng ta đang đi vào nước và lá, nhưng thực sự thì trong cái lúc mà chúng ta đi, nếu mà tạo được nhiều đột biến thì những cái gọi là vật phẩm ở trên và ở dưới cũng sẽ cạn dần. Đâu rồi, mình nhìn thử thì chúng ta đang thấy là đi nước này chúng ta có thể là lấy được thêm nước nè các bạn. Hiện tại thì chúng ta đang thiếu nước và lá thì cũng gần đủ rồi. Xem nào, tiếp tục là nước. Thực sự thì mình thích đi những cái nước mà chúng ta tạo nhiều đột biến hơn. Ví dụ là ít nhất chúng ta sẽ ăn một đến, gọi là ăn từ 2 đến nhiều vật phẩm trở lên. Nhưng mà xem trong tình hình này thì có lẽ chúng ta phải đi những nước đơn rồi. Hy vọng rằng trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể là thấy được những ngôi sao va chạm vào nhau. Hy vọng là như vậy. Rồi, và vật phẩm ở trên
500 viên đá để nâng cấp môi trường băng. Rất là tốt phải không nào? Rồi và chúng ta đang thấy một chú Epic ở trên đây. Thì cái số lượng mà lấy được chú này cũng khá là ít. Có lẽ nhiều khi trong video hôm nay chúng ta sẽ lấy được luôn cả bé Epic ở trên nhé các bạn. Rồi thì mình nhìn thử chúng ta đang có đi nước này xuống thì chúng ta sẽ lấy được lá luôn nè. Lấy được nước chứ. Rồi và lửa, lá, nước. Chúng ta đang rất là khan hiếm rồi. Có lẽ mình sẽ đi lửa. Chúng ta đang có một nước 4 là lửa đây các bạn. Và chúng ta sẽ có một hàng dọc. Tiếp theo chúng ta đã thấy là những chiếc lá đã hiện ra. Nhưng mà có lẽ là chỉ là một nước đơn thôi các bạn. Ồ không, chúng ta ăn được một nước đôi luôn nè. Tiếp theo thì mình nghĩ thì chúng ta sẽ đi lửa. Wow, ở đây chúng ta đang có cơ hội là hình thành. Liệu chúng ta có cơ hội là hình thành một viên, đây rồi, một viên lửa hay không? Đúng như mình nghĩ chúng ta sẽ hình thành được một viên từ những ngôi sao, từ những cái cục lửa này. Và ngôi sao đầu tiên chúng ta đã xuất hiện rồi. Thế nên mình vẫn sẽ là để dành, để xem có khoảnh khắc là hai ngôi sao chạm nhau trong video hôm nay hay không. Thực sự thì rất là khó đoán trước được điều gì, nhưng với lại số lượng lượt đi rất là nhiều như vậy, trong tập trước chúng ta đã rất là cực khổ để có thể kiếm được. Thì bây giờ mình nghĩ là sẽ được. Rồi ngôi sao chúng ta vẫn được giữ nha các bạn. Miễn sao là chúng ta không sử dụng thì trong level sau chúng ta vẫn được giữ là ngôi sao. Nhưng hãy cố gắng là chúng ta sẽ giữ an toàn cho những ngôi sao chúng ta, vì nhiều khi là chúng ta có những cái sự nước đi nhầm lẫn là dễ khiến cho ngôi sao chúng ta bị biến mất một cách vô cớ. Ví dụ như lần này mình cho viên lửa này qua. Rồi, hy vọng là sẽ giữ cho ngôi sao được an toàn trước khi là gặp một ngôi sao khác. Hay quá, chúng ta đang có là những nước đi một hàng ngang, gọi là tia sét. Rồi, chúng ta sẽ đi nước bên đây. Có thêm là một tia sét ở bên kia. Một vỏ sò đi hàng ngang đó các bạn. Chiếc lá thì chúng ta gành đủ rồi, chúng ta đang thiếu nước. Rồi, 4 tiếp nè. Ít nhất thì chúng ta sẽ ưu tiên những nước 4 nào. Chiếc lá thì gành đủ rồi, mình nghĩ là trong hành trình chúng ta đi lấy nước thì lá cũng sẽ đủ luôn. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào lấy nước thôi các bạn. Sấm sét mang lại chúng ta 2 viên nước nè. 18 và là 7. Mình nhìn xem ở đâu có nước nữa. Hy vọng là trong tập này chúng ta sẽ có thể là chinh phục được bé VIP Mythic Free nha các bạn. Thực sự thì tính tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa sử dụng một game nào. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có thể lấy được bé VIP Mythic mà chúng ta không cần là phải tốn game nha các bạn. Còn lại lấy off thì mình vẫn chưa biết, nhưng mà hiện tại thì cứ là như vậy. Rồi lửa xuống thì mình sẽ đi là hàng 6 để chúng ta có một quả bom. Đấy, trong hành trình chúng ta đi kiếm nước thì những chiếc lá cũng đã gọi là xem như là đủ rồi đi. Vẫn ưu tiên là nước. Sấm sét lửa. Và có thêm một quả bom nữa các bạn. Bên đây bên kia chúng ta vẫn không thấy là những nước đi chúng ta có thể là ăn được những giọt nước ở đâu. Hình như là ở trong những đấu trường rất là khan hiếm nước đó các bạn. Hay sao mà nãy giờ chúng ta là kiếm được ít nước quá. Rồi nào, tiếp theo sẽ là gì đây? Vẫn là những nước đơn thôi các bạn. À đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng lấy ngôi sao cho các bạn. Hiện tại thì rất là hiếm nước rồi, nên mình sẽ lấy ngôi sao để lấy nước luôn. Và chúng ta chỉ còn thiếu là một chiếc lá và hai giọt nước để qua tiếp vòng tiếp theo trên hành trình ta đi chinh phục VIP Mythic. Lá này. Rồi nước ở đâu? Một, hai đường thẳng song song này. Tiếp tục chúng ta sẽ đi những nước 4. Rồi, có thêm nước 4 nữa. Đây nữa. Hay quá. Có nhiều nước 4 rồi. Thì đây chúng ta sẽ lên level rồi các bạn. Level 11
vẫn còn thiếu là một giọt nước. Để xem nào. Đây thì chúng ta sẽ có một nước đi ngang, chúng ta sẽ đủ nước. Rồi. Và thế là chúng ta sẽ mở hòm này là hòm Epic nha các bạn. Ra mảnh con gì đây? 25 mảnh và một bé lửa chống mê tù á. Và trước khi chúng ta đến với VIP mê thích, chúng ta phải vượt qua cái cột này đã. Liệu có khó khăn không đây? Chúng ta chỉ tốn là khoảng tầm là 100 cho hai vật phẩm này. Nhưng mà mình thì sợ là chúng ta thiếu nước thôi. Rồi, một nước đi ăn rất là nhiều. Chúng ta sẽ thêm một ca con xanh nữa các bạn. Hay quá. Những chiếc lá và giọt nước. Hình như là chúng ta kiếm cái gì nhiều quá thì chúng ta sẽ hiếm cái đó. Một ngôi sao tiếp tục là lộ diện. Và lần này thì không biết chúng ta có để yên cho ngôi sao được hay không. Hay là chúng ta sẽ phải là sử dụng lấy ngôi sao đó như vừa nãy. Ngôi sao nói chung là chúng ta cũng gọi là có lời, chúng ta sẽ dùng thôi. Đây rồi, chúng ta đang thấy là cũng có nước. Một quả bom đã được hình thành, một bom nước các bạn. Đây thì chúng ta mắc kẹt rồi. Còn nước nào nữa không? Phải lấy lửa đi. Không có nước thì chúng ta lấy lửa tạm vậy. Ở dưới cũng có vòng xoay, nhiều khi chúng ta xoay chúng một vật phẩm nào đó rất là ngon sao. Chiếc lá này. Lửa. Thôi chúng ta sẽ lấy lửa cũng được các bạn. Tiếp tục thì mình đang tìm những cái nước có sức đột biến cao. Đây chúng ta lại lấy nước nữa nè. Nãy giờ toàn là những nước đi đơn thôi. Chiếc lá. Xong rồi, giờ thì mình thấy đâu đâu cũng là vỏ sò. Thôi chúng ta lấy thử vỏ sò xem nào. Những chiếc vỏ sò này thì vẫn là những nước đơn. Mình đang gọi là tìm kiếm lá và nước. Và đúng như mình nghĩ thì lá thì chúng ta dễ lấy hơn là nước. Trong đấu trường chúng ta thiếu nước quá. Giờ mình không biết là chúng ta nên đi nước nào nữa đây. Nhìn tới nhìn lui chúng ta không thấy là một nước nào hết. Rồi, sấm sét này, có nước rồi. Xém nữa là ngôi sao chúng ta đã gọi là kém may mắn một chút. Để chúng ta đã mất đi ngôi sao đó các bạn. Nhưng thật sự rất là hên. Những quả bom thì rất là vô tình khi mà nó phát nổ. Thì dù cho có ai kế bên, nó cũng không nhận ra đâu. Lửa. Nước. Và chúng ta đang kề cạnh một quả bom nước. Và nếu ngôi sao chạm vào nước này, chúng ta sẽ tạo ra một vụ nổ rất là lớn. Nhưng mà thực sự thì ở xung quanh chúng ta thấy là có rất ít vật phẩm mà chúng ta cần tìm. Nên mình sẽ vẫn là cố gắng giữ lại ngôi sao ấy nha các bạn. Xem như đó là ngôi sao hy vọng chúng ta đi. Lửa. Lượt đi cũng đã tiêu hao rồi. Chỉ còn lại là khoảng gần 300 thôi. Nước. Và chúng ta phải đối mặt là phải vượt qua vòng này nữa. Chúng ta mới tới được với lại quả trứng VIP mi thích. Tuy nhiên thì mình nghĩ là với thời gian hiện tại thì mình vẫn sẽ là lấy được bé VIP mi thích quả trứng. Nếu không phải trong tập này thì sẽ là tập khác. Nhưng mình vẫn mong là trong tập này chúng ta sẽ gặp được may mắn. Đây, nếu mà tia sét này chiếu xuống thì vô tình mình đã sát hại đi ngôi sao hy vọng của chúng ta. Một nước đi mà mình không thể ngờ được các bạn. Mình vừa mới nói thực sự quá là bất ngờ đi. Muốn giữ cho ngôi sao được an toàn nó khó như vậy sao? Thực sự rất là chia buồn cho bé ngôi sao vừa nãy. Nếu mà biết trước được cái sự việc nó sẽ như thế này thì mình đã sử dụng nó vào khi nãy rồi. Nhưng không sao, đó sẽ là một bài học cho chúng ta. Lần sau chúng ta sẽ phải là cẩn thận hơn. Và đây, liệu chúng ta có thêm một ngôi sao nữa hay không? Có vẻ là không rồi các bạn. Vì nếu mà mình cho nổ qua dưới thì trật tự của những tia sét này sẽ không còn nữa. Và chúng ta không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ sử dụng tia sét luôn. Wow, một nước đi có rất là nhiều đột biến. Và hy vọng là như vậy. Mình đang thấy là tình hình khả thi hơn. Giống như là ngôi sao vừa nãy đã mất đi, nhưng mà đã mở đường cho một cái hy vọng mới. Và hy vọng là như vậy. Nước này các bạn. Hiện tại thì chúng ta sẽ đi những nước 4 này.
thì chúng ta có thêm một ngôi sao nữa không đây? Ở đường này thì rất là có khả năng. Giờ chúng ta cứ lấy nước 4 đi cái đã. Rồi một nước này chúng ta sẽ đi tiếp hàng ngang. Và nãy giờ thì chúng ta lấy được khá là nhiều sấm sét, đến nỗi mà vật phẩm sấm sét chúng ta đã lấy xong rồi, còn thiếu lửa nữa thôi. Nhưng mục tiêu chính chúng ta vẫn là nước và lá. Wow, một cái sự chuyển biến là hiện tại thì lượng nước lại nhiều hơn, lại là lượng lá khi chúng ta kiếm nhiều hơn. Lá bây giờ là đang, chúng ta đang gọi là thiếu lá đó các bạn. Úi da, vừa nãy mình đã bỏ qua một cơ hội để có thêm một ngôi sao nữa. Thiệt là bất cẩn quá mà. Không sao, có lẽ là chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác, và chúng ta cần phải là nhìn thật là kỹ. Vì những cái nước năm vô tình chúng ta đi tay nhanh hơn não thì lại bỏ qua, lại phí quá. Rồi, nước này thì có lẽ chúng ta sẽ tập trung vào lấy lá, vì mình nghĩ trong hành trình là lấy lá thì sẽ có thêm nước mà thôi. Bỏ sọt. Nãy giờ thì nói chung là cái luồng điện mà chúng ta kiếm được nó quá là nhiều đi. Thực sự là như vậy. Cả vỏ sò nữa, điện và vỏ sò. Lá này các bạn, chúng ta chuẩn bị có là một vụ nổ này, ba đường và có rất là nhiều nước. Lên luôn level rồi các bạn. Hay quá, mở ra gì đây? Liệu phải là 50 game hay không? Tất nhiên là không dễ dàng rồi. Và thường thường thì mình sẽ mở ra là viên đá nâng cấp. Qua màn mới rồi, không biết có khả thi hơn hay không. Nhưng mà mình thấy là màn vừa rồi chơi rất là sướng. Không biết màn này ra sao, chúng ta đang thiếu lá rồi. Cái này ập xuống là chúng ta có đủ nước. Cũng được, chúng ta sẽ đi đường 4 này. Thôi xong. Vừa nãy có một cái đường mà chúng ta có thể đi. Thôi lấy lá đi các bạn. 21 lá nữa là được. Những nước đơn, thực sự rất là khó chịu với những nước đơn này. Bùm. Một quả bom đó các bạn. Rồi tiếp tục lại là những tia sét đã xuất hiện rất là nhiều. Lần này thì chúng ta đã không còn là khan hiếm nước nữa rồi các bạn, mà chúng ta đang là thiếu lá. Sấm sét quá là nhiều đi. Lượt đi chúng ta đã giảm sút rất là nhiều rồi. Mình đang rất là e sợ là tập này chúng ta vẫn chưa thể là chinh phục được mấy viên nguyên thích rồi các bạn. Nhưng không sao, chúng ta sẽ tiếp tục là đi xem có gì khả quan hơn hay không. Nên chúng ta vẫn đi rất là nhiệt tình mà. Lửa này. Rồi, lá tiếp tục. Trên sân rất là vắng những chiếc lá. Và chúng ta sẽ có thêm một ngôi sao nữa. Hiện tại đếm chiếc lá thì chúng ta sẽ là đủ rồi các bạn. Rồi, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong cây cột rồi các bạn. Và bây giờ chính là nhân vật chính chúng ta đã lộ diện rồi. Quả trứng VIP Mythic. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử là hiện tại trong thời điểm này thì có lẽ chúng ta sẽ phải là đẩy nhanh map này và lên cấp thôi. Vì map này dường như là đang cạn kiệt dần nguồn tài nguyên rồi. Và không biết lần này bé ngôi sao chúng ta có được là giữ an toàn hay không đây. Mình lại có một linh cảm là không lành. Người ta thường nói là có không giữ thì mất đừng tìm. Nhưng cầu mong là chúng ta sẽ giữ được. Đi nước 4 nào. Nhưng cũng nhờ gọi là sự hy sinh của ngôi sao vừa nãy mà đã mở ra chúng ta một con đường mới khả thi hơn. Mình vẫn tiếp tục là ưu tiên những nước 4 thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm những vật phẩm. Đây rồi. Và chúng ta đã lên cấp rồi các bạn. 250 lượt đi. Giờ chúng ta sẽ nhìn xem có những bước đường nào khả thi hay không. Trước tiên thì ở đây có một nước 4 nè. Nhìn từ hàng trên trước. Rồi,
và chúng ta sẽ đi xuống hàng dưới. Mình sẽ lấy nước xấu đi. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy những chiếc lá, nhưng mà hình như là những ở dưới đây thì chúng ta đi những nước đơn thôi cũng được, không sao hết. Rồi nãy giờ đi. Wow, mình vẫn đang rất là lo sợ cho ngôi sao của chúng ta. Ở dưới đây có hai cái tia sét luôn các bạn, thực sự quá là nguy hiểm đi mà. Và chúng ta sẽ hiến tế để lấy nước cho các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 cũng được. Sẽ sử dụng lại ngôi sao đi để chúng ta tạo ra một bước đường gọi là đột biến cao. Rồi chúng ta đang thấy là có rất là nhiều đường đi, thì ưu tiên chúng ta sẽ đi những đường này trước xem nào. Và ở đây thì hình như là chúng ta không có cơ hội để lấy thêm một ngôi sao nữa rồi. Và chúng ta lấy nước bố, những chiếc lá phía trên thì sao, không có gì hết. Rồi lấy lá đi. Tất nhiên là những gọi là tia sét thì chúng ta không cần lấy, nó cũng nhiều rồi, thực sự là như vậy. Đấy, như mình vừa nói xong, sấm sét quá là nhiều đi. Nếu mà một trong hai vật phẩm chúng ta cũng nhiều như sấm sét thì có lẽ là chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn. Rồi nước đơn sao. Tiếp tục là chúng ta đang gọi là lâm vào một tình thế như vừa nãy, khá là hàng hiếm những cái vật phẩm đi. Xem nào. Wow, tia sét. Mình nói là quá nhiều đi mà. Nguyên tố sấm sét, có lẽ nào chúng ta lại mở ra một bé với mê thích có hệ sấm sét luôn các bạn. Khi mà chúng ta quá là có duyên với sấm sét đi. Lửa này, nước này, ba viên lửa, thì chúng ta sẽ lấy lửa mở ra trái cây tạm nè. Hòm lờ thì ước tính lượng trái cây cũng kha khá, gần 600k cũng được. Rồi nước lửa, nước sấm sét, cho lá qua đây. Nhưng nói chung thì nếu có nhiều sấm sét mà tạo ra được gọi là những tia sét hay là những quả bom thì rất là ok, nói chung là rất ok luôn các bạn. Vì chúng ta có thể là tạo ra được thay đổi cục diện. Lần này chúng ta đang có rất là nhiều nước rồi. Chiếc lá thì bên kia, lấy nước trước. Giờ sang lấy lá nè các bạn. Những chiếc vỏ sò, một nước đôi này, đúng là một nước đôi thôi các bạn. Bốn lên, bốn chiếc lá tiếp tục. Lửa, lá, có lá đây. Tiếp tục là lửa. Rồi, bốn viên nước này. Có tiếp là sấm sét, nước này. Rồi chúng ta lên luôn là cấp 15 đó các bạn. Thực sự thì có rất là nhiều đường chúng ta vẫn chưa kịp đi luôn, quá buồn đi mà. Ở trên đây thì mình xem thử về phần bên phía dưới, không có gì, cho tia sét qua cái đã. Ưu tiên đi những nước bốn trước và ưu tiên đi đường trên chứ các bạn, bởi vì chúng ta đi đường dưới thì ở trên sẽ gọi là không còn trật tự của nó nữa. Rồi vừa nhắc chúng ta lại có tiếp là sấm sét này. Và thế là chúng ta lại có nước. Khi nãy chúng ta than thiếu nước nên bây giờ nước chúng ta đã ra rất là nhiều rồi. Còn lại là lá nào, lửa nào, tiếp tục là nước. Và là chúng ta đang có một tỷ lệ là, nhưng mà nói chung thì cái lượng vật phẩm nước chúng ta vẫn yêu cầu lấy là nhiều hơn là lá, nên nước nhiều một chút cũng không sao. Chúng ta miễn sao cân bằng hai vật phẩm, để khi mà chúng ta lấy xong rồi hai cái gần hết cùng một lúc thì nó sẽ ok hơn. Vì chúng ta cứ dồn một cái hoài rồi sau đó chúng ta cũng phải lấy cái còn lại à. Tiếp tục là nước, lấy lá trước. Hay quá, một nước bốn này, thêm một nước bốn nữa. Và dưới đây chúng ta sẽ đi thế nào đây?
Ta sẽ qua lấy lửa qua. Ở trên là nước bốn mà. Một sạch. Có nước bốn nào trên không? Nhưng không có, lấy nước bốn ở dưới. Thêm sạch nữa. Tiếp tục, lại là một sạch nữa. Đấy, những cái đường như vậy đi nó mới sướng. Tiếp tục nào. Nãy giờ như mình quên nhắc tên những chiếc lá của các bạn. Lại tiếp tục là một sạch nữa. Lá ơi, lá ra đi, lá ơi. Đây rồi, nước bốn này. Lửa. Vậy là chúng ta lại có rất là nhiều lửa đó các bạn. Lá. Đừng nói là khi chúng ta ra câu thần chú lá ơi ra lá thì chúng ta lại thiếu nước nha các bạn. Thật sự thì mình nghi lắm. Bởi chúng ta không thể nào mà tham lam một lúc lại cầu cho có cả hai vật phẩm được. Được cái này thì sẽ mất cái kia. Nhưng hiện tại thì chúng ta đang cần nước hơn là lá không các bạn. Vậy chúng ta cầu cho nước ra đi. Lá đây sau cũng được. Mình nghĩ là những chiếc lá rất là thân thiện. Và lượt đi chúng ta chỉ còn lại là 190 thôi. Khá là cam go rồi đây. Ta sẽ đi nước 6 vậy. Còn nước 4 nào nữa không? Không có. Vậy thôi chúng ta sẽ đi những nước đơn vậy. Nước và lá. Có lá đây. Có nước rồi. Hay quá. Đấy, những bước đi như vậy nó mới gọi là giá trị đó các bạn. Và chúng ta lấy được bé bít rồi đó các bạn. Tiếp tục sẽ là một lọ ống Genebit. Không biết là bao nhiêu, nhưng mình nghĩ cũng tùy vào việc chúng ta sẽ mở ra bao nhiêu. Hay quá. May mắn đã bắt đầu trở lại rồi sao? Nếu như may mắn thì mình nghĩ chỉ cần có may mắn thì chúng ta sẽ... Trời ơi, đó là một cơ hội chúng ta có thể là tạo ra một nước năm. Nhưng mà vô tình tia sét bên kia đã nổ rồi. Và hầu như nãy giờ những ngôi sao đều được tạo ra từ những tia sét. Thực sự nói là phải như vậy. Rồi, và đây một nước 4. Tiếp tục, chúng ta lại là nước đơn rồi. Hai đường thẳng cắt nhau. Và chúng ta tạo ra được là một vũng nước. Mà hết vũng nước rồi chúng ta sẽ làm gì đây? Bắt đầu là những nước đơn rồi các bạn. Có nước 4 này. Hay quá. Rồi. Vật phẩm nước và lá. Sao mà khan hiếm dữ vậy ta? Hay là do mình đi hết rồi ta? Nếu như vậy thì sấm sét chúng ta không đi mà vẫn có nhiều đó thôi. Rồi. Lá nữa. Sấm sét. Thế là chúng ta lại phải là cầu xin có nước hay là có lá rồi. Đây, lá và nước. Nhưng mà chỉ là những nước đơn thôi các bạn. Thực sự thì mình thích không thích đi những nước đơn cho lắm. Ta muốn đi được nhiều hơn là như vậy. Thôi kệ đi. Miễn sao có nước và lá được. Thôi xong, lượt đi chúng ta chỉ còn lại 160 thôi. Ở trên đây thì có cơ hội là nước nằm không đây. Nhìn vào một cái đường dọc thì chúng ta không có một cái nào hết. Wow. Trời ơi. Lại một lần nữa. Những cái tia sét cứ khiến chúng ta mừng hụt đó các bạn. Tưởng là có thể là tạo được những ngôi sao. Nhưng rất tiếc là lại không. Khi chúng ta tưởng được nhưng thực sự lại không. Hụt hẫng là như vậy. Mình vẫn không gọi là từ bỏ đâu. Hy vọng chúng ta vẫn... Đây rồi, một ngôi sao. Mới nói không từ bỏ lại hiện ra một ngôi sao. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm nước và lá. Đa phần khi chúng ta tập trung vào nước và lá thì chỉ toàn là những nước đơn mà thôi.
hiện tại thì chúng ta không biết sẽ đi thế nào đây. Có nước rồi. Vật phẩm chúng ta vẫn còn là 200, gọi là trong mốc đó. Lửa. Đây là một nước bốn. Những cái vật phẩm nó cứ xen kẽ nhau, khiến ta không thể nào mà lấy được. Thật là buồn quá đi mà. Lá này. Rồi, hai nước đơm. Một ngôi sao rồi các bạn. Hay quá. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, chúng ta đã có là hai ngôi sao rồi. Giờ là chúng ta sẽ giữ an toàn cho hai ngôi sao, và chúng ta sẽ qua level khác để hai ngôi sao có cơ hội là chạm nhau hay không. Điều đó là còn tùy vào cơ duyên nữa. Rồi. Chiếc lá. Vỏ sò. Sao toàn là vỏ sò thế này? Nước và lá đã hết rồi sao? Lửa. Những cái lượt đi thật là phung phí cơ mà. Rồi, chúng ta lại có nước. Đi nước này đi. Rồi, lên cấp rồi các bạn. Và hai ngôi sao. Đây, hai ngôi sao. Chúng ta đang cố gắng, nhưng mà hiện tại thì ngôi sao đang bị đe dọa rất là nhiều. Và chúng ta đang có một tia sét sẵn sàng là cướp đi ngôi sao chúng ta bất cứ lúc nào. Quá là sợ hãi đi mà. Nhưng liệu có thật là như vậy hay không? Xem ra lần này những ngôi sao khó có thể là chạm nhau được rồi. Ui da. Mình vừa mới nói xong. Rất tiếc là hai bạn có duyên nhưng không có nợ. Rất là khó ở bên nhau. Thì thôi, chúng ta vẫn còn một ngôi sao. Lượt đi vẫn còn, cơ hội vẫn còn. Nhưng rồi những chiếc lá ở đâu, những giọt nước ở đâu? Xem ra khoảng cách cho chúng ta dừng lớn hơn rồi. Khi những vật phẩm chúng ta đang rất là khan hiếm. Sấm sét và nước. Về cái đường này thì nếu mình đi xuống. Không sao, hết. Rồi lá và nước. Bắt đầu là chúng ta phải tìm kiếm rồi. Liệu quả bom này có đe dọa là... Rồi. Và chúng ta sẽ... Ui, đây thì có cơ hội được nằm không đây? Không rồi, như mình nghĩ là chúng ta nên sử dụng ngôi sao. Qua bên kia là 199 kìa các bạn. Đếm xem lá và nước cái nào nhiều hơn nha các bạn. 1, 2, lá trước này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Mình nghĩ là nước sẽ nhiều hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Thì chúng ta sẽ lấy nước. Rồi, và một vụ nổ sẽ diễn ra ở đây. Nói chung không bằng hai ngôi sao chạm nhau, nhưng cũng rất là khiến cho tâm hồn chúng ta được an ủi là như vậy đó. Nước 4 này. Một nước 5 nữa. Rồi chúng ta sẽ không sử dụng vội vàng. Mà khi nãy thì sử dụng rất là ok đó các bạn, hiệu quả mà. Sấm sét tiếp tục. Nước, lá. Hay quá, nãy chúng ta đang gặp may mắn đó. Hy vọng là chúng ta sẽ duy trì cái sự mà may mắn này. Rồi, hình như là lửa này rất là muốn xuống để có thêm một ngôi sao nữa. Nhưng mà khó khăn là như vậy. Chúng ta vẫn gọi là rất khó. Có nước rồi. Đây thì đi nước này. Sẽ hy sinh là sự nghiệp đi các bạn. Để chúng ta có một nước 4 này.
Tiếp tục là sấm sét. Tiếp tục là một nước 4 này. Và chúng ta lên cấp rồi. Sự thì nãy giờ đánh rất là nhiều luôn. Truy tìm nước 4 trước nha các bạn. Trên đây chúng ta đã thấy một nước 4 rồi. Tiếp tục sẽ là một nước ngang đi. Nằm ngang này. Hay quá. Hay quá. Đấy, những cái như vậy mình thật sự rất là thích. Đi phải như vậy. Rồi, và tiếp tục chúng ta sẽ tìm nước 4. 4 ở dưới đây. Tiếp tục là 4 rồi này. Hay quá. Ở dưới đây. Lửa. Lửa. Lá này. Lá, lửa. Hay quá. Chúng ta có vỏ sò. Là nước 4 nữa. Nước đôi này. Và cứ đi từ từ thì cũng sẽ gọi là lấp đầy những vật phẩm thôi các bạn. Giờ thì chúng ta tìm nước đôi để đi tiếp. Nước đôi ở đâu rồi? Sao toàn thấy là nước đơn không vậy? Hình như là không có, mà ly chiếc lá đi. Lửa nào? Hình như nãy chúng ta đi may mắn quá rồi nên giờ vật phẩm bắt đầu là khan hiếm lại. Hy vọng không phải là như vậy. Nước. Đấy. Lửa, lá, lá. Nước này. Hai nước đôi liên tục luôn. Lửa thì sao? Vỏ sò. Nhưng mà nãy giờ chúng ta nói chung là tạo ra được nhiều cái đột biến lắm các bạn. Giờ chúng ta bắt đầu là hiếm vật phẩm trở lại rồi. Những chiếc lá và những giọt nước trên sân không còn nhiều. Thực sự thì nó nhiều nhưng mà do chúng ta đi rồi các bạn. Không thể đổ tội cho việc là khan hiếm được. Ui da. Một ngôi sao nữa. Hay quá, mình có linh cảm lần này sẽ lành. Một ngôi sao nữa không? Không. Phải là hai ngôi sao. Mà đi nước 4 trên đây nhiều khi lại là phá hủy đi cái ngôi sao của mình. Nên thôi khỏi đi. Nước 4 ở đây thì được. Sang ngang này. Những chiếc lá. Lửa. Ở đây thì cái hàng dọc này không có vật phẩm nào. Thì chúng ta rất là hiếm cái cơ hội. Một quả bom. Hy vọng là quả bom này sẽ không bị kích nổ quá sớm gần như vậy, trước khi hai ngôi sao lần này có cơ hội là tái hợp với nhau. Lửa. Mình có nhiều cơ hội để tạo ra những ngôi sao khác, nhưng hiện tại chỉ có vậy thôi. Mà không biết mình đi nước 4 này nhiều khi lại tạo ra một cái gì đó nguy hiểm. Không sao, gần lên cấp rồi. Ráng thôi các bạn. Chúng ta gọi là liều ăn nhiều mà. Ở đây, ta lấy chiếc lá đi. Một ngôi sao nữa. Rồi, và như thế thì chúng ta đã có 3 ngôi sao. Nhưng mà thực ra thì nếu chúng ta có 3 ngôi sao sang vòng kế tiếp, mình không chắc là sẽ giữ lại cho chúng ta đúng 3 ngôi sao còn nguyên vẹn nha các bạn. Thực sự là như vậy. Cũng có những lúc mà mình nghĩ là 3 ngôi sao thì có nhiều hơn. Rồi lúc đó thì mình, rồi để xem 3 ngôi sao ta vẫn còn hay không. 1, 2. Đấy. Mình nghĩ là nó chỉ giữ lại chúng ta có 2 ngôi sao thôi. Tại sao lại như vậy? Không lẽ một ngôi sao kia gọi là quá đi cái giới hạn của nó rồi. Lần này thì có cơ hội là một ngôi sao nữa không đây? Trời ơi, hình như mình đi sai nước rồi các bạn. Gọi là có 2 cái cơ hội để chúng ta có thể lấy được những ngôi sao luôn đó. Mà giờ thì 2 cái này nó đang nằm trên thế này thì làm sao mà đưa nó xuống được đây? Thì chúng ta vẫn tiếp tục là câu chuyện muôn thuở đi tìm nước và lá. Nãy giờ quá tập trung vào ngôi sao rồi nhưng mà lại không có thể mà đưa 2 ngôi sao lại gần nhau được.
cùng lắm mình sẽ sử dụng ngôi sao này với nước luôn. Đấy. Và ngôi sao này mình sẽ sử dụng với lá luôn các bạn. Vậy cho nó đều. Và thế là chúng ta đang rút dần cái khoảng cách đi. Một cái lượng, cái khoảng cách nó vẫn là quá lớn. Rồi nhìn xem thử. Tiếp tục. Chúng ta nãy giờ đã lấy được hết lá và những nước rồi, nên giờ rất là khan hiếm là như vậy. Có lẽ ta cần lên level không đây? Nước sấm sét này, nhiều lúc sấm sét lại thông dụng trong một số trường hợp. Có lá tiếp, sấm sét đây, sấm sét rồi, lấy được bình ép luôn các bạn. Sấm sét này cơ hội không đây. Đang có cơ hội đó các bạn. Một ngôi sao nữa. Ui trời, tại sao cơ hội chúng ta lại vụt mất nhanh như vậy? Nhanh quá các bạn ơi. Có lẽ như vậy, mình sẽ tìm một cơ hội khác. Nhưng dường như chúng ta quá để tâm vào việc chúng ta tạo những ngôi sao, mà đã để gọi là mất đi một số lượt khá là uổng phí. Như vậy thì không biết mình có tập trung vào những ngôi sao nữa hay không. Câu trả lời chúng ta phải tự tìm thôi. Đây rồi, chúng ta cho những quả bom này nổ luôn. Ít ra phải như vậy. Hiện tại thì chúng ta đang có nhiều nước hơn là lá. Gọi là vậy, chúng ta đang thiếu lá đó các bạn. Lấy nước tiếp luôn. Và lá đã hiện ra một ngôi sao cho chúng ta. Chiếc lá này mình tạo ra một quả bom ở đây rồi. Và cho nổ quả bom đi. Mình đã ước tính rồi, ngôi sao chúng ta không bị sao cả. Qua đây thì sao? Mà chúng ta đã vào thế bí rồi các bạn. Chỉ còn lại là 45 lượt nữa thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tạm thời lấy lá đi cũng được. Không có nổ nhiều ta. Nước này. Lá ở trên. Lấy điện ở dưới. Tiếp tục là như vậy. Lá này. Rồi lên cấp rồi các bạn. Level 21. Bây giờ chơi ghê quá các bạn. Rồi, ở đây thì chúng ta cứ bình tĩnh. Nước 5 rồi các bạn. Nếu mà chúng ta đi nước này, không ảnh hưởng gì tới nước 5 ở dưới đây, vẫn có thể đi được. Đi nước 5 này thì mất cái nước ở trên đây. Phân tích phải như vậy. Đấy. Rồi chúng ta đi cái nước 4 này, vẫn sẽ không sao cái nước ở dưới đây hết các bạn. Đi đã. Rồi, hiện tại ở đây đang có một nước 4 luôn. Nhưng mà nhiều khi nước 4 này xẹt xuống một phát, mất ngôi sao, đi ngôi sao trước. Rồi. Đây, một đường xẹt này. Ngôi sao chúng ta vẫn đang là trong cái phạm vi là an toàn. Có sử dụng không đây? Sử dụng qua đây, lấy những vật phẩm trên đây. Đi đường này cũng được. Ui dạ. Một pha sai lầm rồi. Không sao. Nãy mình cứ nghĩ là chúng ta đi xong nước đó vẫn còn nguyên vẹn ngôi sao, nhưng mà thật không ngờ, thà chúng ta đi nước kia còn hơn. Nói chung sai lầm là điều không tránh khỏi. Và rồi chúng ta đang có rất là nhiều cơ hội để tạo ra đột biến. Vào đây thì sao? Lửa. Nước nào?
và chúng ta sẽ sử dụng sấm sét không đây? Nổ là nổ mất luôn cái này. Nổ đi. Còn 27 lượt. Thôi chúng ta đi nước 4 nè. Lá. Lửa. Rất nhiều khả năng chúng ta phải gặp lại nhau trong phần 3 rồi các bạn. Phần 1 chuẩn bị, phần 2 chúng ta đi được khá là nhiều. Và phần 3 thì như các bạn đã thấy, chúng ta sẽ chinh phục nốt Uya, một ngôi sao. Thực ra thì mình tính là đi nước này có ngôi sao, nhưng mà không ngờ ngôi sao chúng ta tự thực hiện ở đây luôn. Lửa. Đi cái này thì chúng ta mất ngôi sao đi. Không nổ được, nếu nổ chúng ta sẽ mất đi ngôi sao trên. Lấy nước 4 này thì càng gây nguy hiểm hơn phải không các bạn? Chúng ta cho nổ ở dưới đây đi. Không ảnh hưởng tới ngôi sao. Đấy. Lá ở trên. Lửa. Giờ lá và nước đã hiện ra rồi đó. Giờ có nhiều đó nhưng mà lượt đi thì đã ít lại. Một ngôi sao nữa. Liệu có cơ hội hai ngôi sao chạm nhau không đây? Thực ra thì rất khó, vì chúng ta không thấy một cái nước ở dưới đây đó các bạn. Mà nhiều khi cái gì nó bụp xuống một phát toàn mất một ngôi sao. Rồi như vậy thì bí rồi đó. Có lẽ chúng ta phải cố gắng là lên cấp thật là nhanh để mở đường thôi. Hy vọng là như vậy. Nước 4 này. Xíu nữa chúng ta lên cấp rồi. Rồi, và chúng ta đã lên cấp. Chỉ còn lại một chút ít vật phẩm nữa thôi. Nhưng mà sau vòng này nó như ta, cái này hẹp xuống một cái. Nhiều khi lại là một cái gì đó tạo nhiều đột biến. Nhưng nhiều khi lại có nhiều mất mát. Xem thử. Không sao hết. Nhưng mà màn này chúng ta ít vật phẩm rồi. Buồn quá các bạn ơi. Còn lại là 8 lượt thôi. Nhưng sau này chúng ta đã đi được một chặng đường dài rồi. Đi cái này chúng ta sẽ mất trắng là một ngôi sao này. Qua đây. Nước 4. Giờ chúng ta thấy là không còn lá và nước ở đâu hết. Hay sử dụng ngôi sao này ta. Rồi. Vậy thì cho tạo được nhiều đột biến để có thêm nước và lá. Còn 3 lượt nữa. Nước, lá, lửa. Giờ lấy nước. Và chúng ta chỉ còn lại một lượt cuối cùng. Và thế là chúng ta đã gọi là gần chinh phục được quả trứng này rồi. Mình nghĩ là không có lý do gì để trong video ngày hôm nay chúng ta không gọi là để mất cái cơ hội này. Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng một ít game các bạn. Thực sự thì nếu mà mặc định chúng ta sẽ lấy được bãi này free. Bởi vì sao chúng ta đang còn thời gian. Nhưng mà mình biết nãy giờ các bạn đã cùng mình gọi là chúng ta xem tới bây giờ rồi, chẳng lẽ là chúng ta sẽ từ bỏ chặng đường này ở đây? Không, mình sẽ không để điều đó xảy ra. Và nhất quyết trong tập này chúng ta sẽ lấy được là quả trứng với mình thích luôn. Các bạn có thể mặc định đây là chúng ta lấy free. Nhưng mà vì chúng ta đang gọi là làm video nên mình nghĩ là chúng ta sẽ không phải là tiếc gì hết. Vì nói chung chúng ta còn lấy được rất là nhiều game từ việc chúng ta đánh bên kia rồi các bạn. Mỗi lần ship chúng ta mất 2 game này. Không sao. Rồi,
thu 200 vàng. Hy vọng rằng vàng chúng ta sẽ đủ là cho ăn. Nên các bạn cứ mặc định với mình, chúng ta sẽ lấy được bé này free nha các bạn. Và chúng ta còn 8 tiếng đồng hồ lận. Thực sự là như vậy. Rồi tiếp tục, chúng ta lại có thêm 8 nước này. Không biết với 8 nước này chúng ta sẽ đi được bao nhiêu đây. Nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ không tốn quá là nhiều game đâu. Vì thực sự với cái lượng con đó. Rồi và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nha các bạn. Nào, nước đi tiếp theo sẽ là nước nào đây? Có là mình sẽ đi nước này để tạo ra nhiều sự đột biến. Những chiếc lá đã hiện ra, nhưng thứ chúng ta đang cần chính là nước hơn là lá. Vậy thôi, chúng ta sẽ đi nước nào? À đúng rồi, ta đang có một ngôi sao mà. Và lá. Thế chúng ta vẫn còn là 2 giọt nước nữa các bạn. Nếu giá như cái này là đi lên trên thì hay biết mấy. Hiện tại chúng ta không có cơ hội, chúng ta phải mất. Chúng ta phải làm thêm một lần nữa rồi. Cái này mà nếu nó hiến hướng lên trên, chúng ta lấy được rồi. Có lẽ chúng ta cần thêm một vài lượt nữa. Liệu còn con đường nào khác hay không? Chúng ta phải thử thôi. Rồi, và chúng ta còn lại là chỉ cần một lượt nữa thôi. Chúng ta sẽ lấy được bé với mình thích các bạn. Để mình xem lại trong nhiệm vụ xem chúng ta có được cái kèo nào thơm hay không. Đúng là không rồi. Bây giờ chúng ta vẫn còn đang gọi là 2 game nữa. Và tổng cộng là 4 game nha các bạn. Thực sự thì 4 game này là bằng với việc là mình đi đánh ở bên language rồi. Nên không có gì chúng ta phải đắn đo cả. Và rồi, các bạn và mình sẽ cùng, trước cái phút mà chúng ta mở ra, chúng ta sẽ cùng nhau là chúng ta, nãy giờ chúng ta đã coi rất là nhiều rồi. Và đi đến được cái giờ phút này mà các bạn đã trải qua bao nhiêu là phút giây thăng trầm, có vui có buồn. Nói chung là có bất ngờ và có hối tiếc, có sai lầm và có những cái điều may mắn. Thì bây giờ Ramadan giữa những bé rồng VIP Mythic này, các bạn hãy và mình sẽ cùng gọi là chúng ta sẽ thử, mỗi người chúng ta sẽ thử là chọn cho mình một con VIP Mythic nào đó và liệu rằng nó có ra hay không. Thì thôi, chúng ta sẽ chơi là chọn 3 con đi các bạn. Rồi, và mình sẽ chọn, thứ nhất là mình sẽ chọn là bé mình nhìn trong đây. Thấy bé rồng này cũng được nè. Mình sẽ chọn bé này là một. Hy vọng sẽ ra. Rồi tiếp theo thì mình thấy là bé tiền sử này cũng rất là ok. Cái này bé này là 2. Hy vọng sẽ ra. Còn một lượt nữa thì mình sẽ chọn, nãy chúng ta chọn bé này là có hệ này và bé này có hệ này rồi. Thì chúng ta sẽ chọn có hệ prime, hệ này là hệ bua đầu tiên các bạn. Thì nếu đối với bé này thì chúng ta sẽ có thể là có cơ hội lấy được rồi, nên không cần ra bé này. Và chúng ta sẽ chọn là bé này sao? Tình yêu à. Gọi là kẹo tình yêu. Bé này trông rất là ngầu đó các bạn. Rồi, và là quyết định là bé này. Vậy thì không biết các bạn sẽ là chọn 3 ứng cử viên nào, nhưng mình chọn bé này là 1, bé này là 2 và bé này là 3. Thì không biết trong 3 bé này có mở ra được bé nào trong 3 bé này không, hay lại là một bé khác. Và cầu mong cho là đừng, là chúng ta đã có rồng 4 tay rồi thì chúng ta cầu mong là không ra bé này. Và bé này thì nếu được, nếu mà ra bé này thì cũng được. Nói chung là nếu mà ra bé này thì mình sẽ cố gắng là cho bé này lên luôn. À khoan, nhưng không phải, mình có chút nhầm lẫn. Là sự kiện này là chủ nhân là bé này mới đúng. Vậy thì bé kia ra cũng được. Vì mình tính là nếu mà ra bé kia thì chúng ta có thể là nâng một sao nếu mà có nhiều óp. Nhưng có vẻ là không rồi. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thử liệu rằng trong chiếc rương này, đây là chiếc quả trứng VIP Mythic đầu tiên mà mình mở cho các bạn trong suốt cả series của chúng ta,
thì không biết Sarah là bé nào đây. Nào nào, chúng ta hãy cùng mở ra nào. Wow, như mình đã đoán, một trong ba bé luôn các bạn ơi. Chúng ta đã ra gọi là bé này là bé gọi là thằng lằn tiên sử. Đúng rồi các bạn. Vậy là chúng ta đã có thể là rất là may mắn khi mà gọi là một trong ba bé mà chúng ta yêu cầu lại ra đúng là thực sự như vậy. Chúng ta đang có là một bé có hệ là còng số 8 rồi. À, hệ đó hệ vô cực. Thì bây giờ chúng ta có thêm một bé là hệ bua nữa. À, đây là hệ primer. Vậy hệ bua ở đâu? Câu trả lời sẽ là bé này. Bé này có hệ bua đầu tiên. Chính là vậy. Có nghĩa là trong sự kiện này chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở một bé VIP Mythic mà chúng ta sẽ tiếp tục là tiến bước và sẽ cố gắng lấy luôn bé này để chúng ta có được bộ ba bé VIP Mythic. Có một bé thì hệ vô cực đầu tiên, chính là bé bốn tay, và bé cổ đại, bé chim cổ đại đó sẽ là hệ Primer đầu tiên, và bé này sẽ là hệ bua đầu tiên. Chúng ta sẽ có được một bộ ba. Mình sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có thể là cố gắng. À đúng rồi, sắp tới rồi các bạn nè. Đi cái này xong là chúng ta đã tới được mảnh này. Mình chỉ cần là cần thêm một vài mảnh, gọi là cần thêm khoảng 30. Thì như vậy chúng ta có thể là lấy thêm nhiều nick, gọi là đồng đội train cho mình, hoặc là mình sẽ kiếm một vài nick để chúng ta có thể là cơ hội. Nói chung là cơ hội rất là cao đã nằm trong tay đó các bạn. Tiếp tục sẽ là đi hết ba lượt còn lại nè. Lá này, nhờ thì lá ra nhiều luôn. Lửa này, nói chung cũng may mắn. Ngôi sao này, đó, đi nhanh luôn các bạn. Đó, bây giờ bao nhiêu mảnh đây? 255, ít mà các bạn. Mình nghĩ là các bạn có thể là đi được đến bước này. Nhiều khi á, mình nghĩ là nhiều khi nếu mà ai chơi gọi là chơi giỏi, ta còn có thể là đi được đến đây luôn các bạn. Còn quả trứng này thì mình nghĩ là rất là khó vì thời gian không còn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu những ai chơi giỏi có thể chúng ta đi được đến đây luôn đó. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đi được mảnh này rồi. Nên là tỷ lệ mà có được sự kiện, trong sự kiện chúng ta có được 2 VIP Mythic rất là cao đó các bạn. Và cảm ơn các bạn đã cùng mình là nãy giờ chúng ta đi xuyên suốt, gọi là cũng phải là gần một tiếng đồng hồ rồi, không có nào các bạn. Thì trong những giây phút chúng ta làm thì những cảm xúc mà mình bộc lộ ra có những cái gọi là mình không thể lường trước được, gọi là khó đỡ đó. Nên nếu các bạn có thấy kỳ kỳ thì cũng mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé. Vì thực sự thì nãy giờ chúng ta cũng đã thấm mệt rồi. Và hy vọng sẽ gặp lại. À trước đó chúng ta sẽ... Rồi không được rồi các bạn. Chúng ta đang còn những cái hàng này. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Và các bạn cứ mặc định cho mình là chúng ta lấy được bé với thế này free, bởi vì chúng ta vẫn còn thời gian. Nhưng mà nếu không thì các bạn vẫn có thể nói là mình gọi là 4 game mà mình bỏ ra không có gọi là nhiều đâu. Vì chúng ta thật sự thì trong quá trình mà chúng ta lấy bé này, chúng ta đi trong dungeon, đi trong cái này gọi là đi trong thực sự chơi mệt quá mà mình bị liệu luôn các bạn. Đi trong language thì chúng ta đã có nhiều hơn là số đó rồi. Nên thật sự thì nếu các bạn xem clip trước của mình, gọi là trước nữa đó các bạn, thì lượng game mà chúng ta bắt đầu video, bắt đầu là sự kiện, thì chúng ta chỉ có là khoảng tầm 800 linh mấy thôi. Bây giờ chúng ta lên 826 rồi. Như vậy thì các bạn có thể hiểu là chúng ta có thể lấy free, nói chung là một người không có game nào hết. Chúng ta khi chơi, bắt đầu chơi sự kiện này, chúng ta vẫn lấy được free nha các bạn. Gọi là như vậy, chỉ cần chúng ta cố gắng. Rồi, một lần nữa, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.